mình đang ở thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức. Thì bây giờ thì mình sẽ đi quay cho các bạn cái này là gì, khu đô thị đó ta? Khu dân cư đi. Khu dân cư mới đúng không? Cái này là khu dân cư mới này, thì phía trong kia thì có giống như ủy ban xã hay cái gì đó. Thì mình nói chung là cái đường lên núi này thấy rất là đẹp nè. Bây giờ mình sẽ đi vào mình coi thấy có gì trong đó nha. Nó cẩm chào như có cẩm không ta? Chưa, chưa. Không qua gì không? Từ từ đi vô là qua chút thằng đi đi. Nè đây là cổng chào vô nè. Nó không ghi cái gì ta? Khu dân cư đẹp quá hả? Hấp dẫn á. Bây giờ mình sẽ đi vòng qua qua đây nha. Đây, khung cảnh này đó rất là đẹp. Sẽ chọn qua. Đây là có gì? Đi chưa, nó sai chứ chưa có full nhờ à? Nó chỉ là những cái lô đất sắm như thế này thôi. Không biết bán chưa nhưng mà thấy sai một hai cái thì biết ít lắm. Vài cái nhà chưa có full hết. Ủa, giống như một cái công viên đó. Có sân tennis nữa nè, sân bóng bàn. Sân bóng bàn hả? Sân cầu lông. Cầu lông bóng bàn. Ơi, công viên đó nè, nhà khu thể thao á. Khu thể thao luôn á. Đẹp quá à. Có sân bạch không? À, tập thể dục nè, rồi xích tu đồ nữa nè. Khu vui chơi đồ quá trời luôn nè. Mấy bữa đi ngon không biết mà chưa có ai. Đây, cái này giống như khu mấy khu công viên ở Sài Gòn quá nè. Đẹp quá à. Đi vô đây, đi dàn vô anh lại. Đó, phía trước này là những cái nhà cũ hồi xưa rồi. Thị trấn Mộ Đức. Em ở cái khu này chứ. Này thị trấn Mộ Đức. Bên ra là thấy trường đúng không? Đi quẹo qua chút rồi anh ạ. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mộ Đức. À, cái này là của cái này thì à cái này thì trắng luôn giống như mình trắng mình á. Tôi giống nước phủ mình dữ ta. Ê, đăng ký giống. Thôi bây giờ mình sẽ quanh lại rồi mình dạo các bạn. Nãy giờ hết luôn nha. Cái này thì con đường này nó chỉ đi thẳng như thế này thôi, bình thường của thị trấn huyện cũ á. Rồi bây giờ thì mình quay lại cái chỗ khu dân cư mới nha. Cái này là trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Mộ Đức nè. Lên núi chào mà. Ôi cái đường nó lên dốc cao. Ủa đúng rồi, phê đẹp kìa. Phải quán cà phê đó hả? Ủa cái quán cà phê. Hả? Đúng rồi, New Day nè. Đi luôn. New Day Đất Phủ á. Đây là New Day Đất Phủ rồi. Bây giờ mỗi mình đi nắng ở New Day Mộ Đức nè. À. À thì ra là ở chỗ thì tắt. Ê ông đem chọn địa hình điểm rồi hả? Ê quán ở chỗ này hàng VIP luôn á. Hàng VIP á. Đúng là sai theo kiểu New Day này. À, mấy anh em thấy anh qua cũng nhìn biết. Cho mình đi sáng à, ở dưới đất á có cái hồ nước á. Ê, cái này có cái anh ở trên mail là anh làm vô đây nó phủ giữ cái chi nhánh này nè.
hôm bữa anh quay một vòng anh đang Facebook á, đi theo đẹp lắm. Cho nó có hồ nước cũng khá dưới đất thì tụi mấy ông chú ngồi đi dưới cùng á. Là hồ nước to ở trên thì cũng có nước chảy xuống sao, nó trông dưới thương á. Má anh đầu tư ra chạy thoát hơn. To thì không bằng cái cũ nhưng mà thiết kế thấy đẹp. Thiết kế cái kiểu như ngoài trời đó, đẹp quá. Thoáng hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên cái con đường núi nước có cái đó là bên nước người ta đi uống là có mát không? Như đây hả? Ừ. Không biết cái thời tiết cũng gió như đất phổ chứ gì. Không biết. Bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội huyện Mộ Đức. Nhà được không? Đường dẫn. Ở trong này giống như là khu trung tâm á. Để. Hay khu trung tâm của thị trấn Mộ Đức này. Cuối cùng thì đã phát hiện ra như đây Mộ Đức. À bây giờ lên núi nha các bạn. Lên núi thôi. Mình khóa cái lên núi mà nó chạy vô nè. Chắc cũng rừng rú này. Mình lên dễ thủa nữa. Không nghe đi vậy. Cục rồi nè. Không, không cục đâu mà đi lên núi chứ. Có khi nào trong này có cái chỗ leo núi không em? Giờ đẹp tré này đẹp khỏe đây. Cướp đó nha. Trời vậy hả? Trong này không nghe đi. Đừng cục qua đi tắt vô đi. Xe quá. Già thở hả? Là tới thằng rồ nhờ kêu anh nạn ngang. À, thấy sợ sợ á. Ồ, tưởng đâu nó có cũng khu gì chẳng hả? Sợ vậy. Có nhà văn mà. Thấy thì già chẳng không có gì để sao. Ừ. Thì không có e đi. Thôi, trong này là trong thôn thôi, thì trắng này kiểu như ngoại biên ngoại rìa vậy. À. Được chứ, làm đường đi lên hấp dẫn đi. Nằm cao cao lên đó chứ. Đường giữa đồng quan tới nó luôn. Ừ. Đứng đâu có khu du lịch gì đó đẹp đẹp. Chó quá.